Đàm Vĩnh Hưng làm phim về cuộc đời, tên tuổi đã đủ xứng tầm lên màn bạc. Đàm Vĩnh Hưng vấp tranh cãi sau khi công bố làm phim tiểu sử về cuộc đời chính mình trên thế giới. Dòng phim tiểu sử thường chỉ khai thác các nhân vật xuất chúng, đóng góp lớn cho văn hóa, thời đại. Tranh cãi chuyện Đàm Vĩnh Hưng làm phim tiểu sử trong sự nghiệp ca hát gần 3 thập kỷ, Đàm Vĩnh Hưng từng vướng nhiều tranh cãi, ồn ào, gần đây nhất, anh trở thành tâm điểm chú ý khi tuyên bố làm phim về cuộc đời mình. Dự án mang tên Hào Quang Rực Rỡ, được giới thiệu thuộc thể loại phim tiểu sử, kể về cuộc đời nhiều thăng trầm và hành trình 25 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Phim sẽ tái hiện chân dung Mr. Đàm từ ngày là thợ cắt tóc vô danh đến khi trở thành ngôi sao và gắn với danh xưng gây tranh cãi, ông Hoàng Nhạc Việt. Tại buổi họp báo ra mắt, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây không phải phim tiểu sử thông thường mà sẽ được thêm mắm dặm muối để tạo thành một câu chuyện kịch tính, thu hút khán giả. Nam ca sĩ tự đảm nhận vai chính mình trong giai đoạn trưởng thành còn vai thời trẻ được giao cho một diễn viên khác đảm nhận. Dù chưa ra mắt, dự án phim điện ảnh của Đàm Vĩnh Hưng đã gây ồn ào ngay từ những ngày đầu tiên. Nhiều khán giả đặt câu hỏi, cuộc đời, con người Đàm Vĩnh Hưng có gì để làm phim tiểu sử, anh liệu có phải là nhân vật xứng tầm để trở thành cảm hứng cho một bộ phim điện ảnh, công chiếu rộng rãi tại rạp. Một số ý kiến cho rằng Đàm Vĩnh Hưng rất nổi tiếng, là ngôi sao được công chúng quan tâm, nhưng anh không phải là nhân vật phù hợp cho một bộ phim tiểu sử điện ảnh. Khán giả Lê Tuấn Anh thắc mắc, tại sao phải đi xem phim về cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng? Khán giả Nguyễn Thế Tâm bình luận. Thường là nghệ sĩ gạo cội, qua đời rồi người ta mới làm phim tiểu sử để tưởng nhớ. Đàm Vĩnh Hưng thì có gì để làm hẳn một phim tiểu sử? Trên thế giới, nhân vật nào mới đủ tầm vóc lên phim? Phim tiểu sử về người nổi tiếng khá phổ biến ở Hollywood. Khán giả, giới phê bình luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho những câu chuyện thú vị về cuộc đời của một nhân vật tầm cỡ. Đây thường là những người có đóng góp lớn với văn hóa đại chúng, cuộc đời mang đậm dấu ấn thời đại. Xét về riêng âm nhạc có thể kể đến những phim về Jay Charles, Whitney Houston, Elvis Presley, Bob Dylan, Johnny Cash. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận xét các nhân vật trong dòng phim tiểu sử ngoài yếu tố là người nổi tiếng ra thì họ còn có cuộc đời hấp dẫn, thú vị. Giới làm phim quốc tế thường khai thác những góc khuất, chi tiết kịch tính để hút khán giả, giống như phim Bohemian Rhapsody về ca sĩ Freddie Mercury, phóng viên hay gần đây nhất là Blonde về minh tinh Marilyn Monroe, phóng viên. Những nhân vật đó đều tài năng, nổi tiếng, đặc biệt là cuộc sống cá nhân họ cũng có nhiều tranh cãi, góc khuất mà khán giả khó có thể hiểu rõ hết được. Nhà sản xuất thường chọn những nhân vật như vậy để tạo ra được nét độc đáo, hấp dẫn, khiến khán giả thấy họ cần phải ra rạp xem bộ phim đó để hiểu hơn về nhân vật, câu chuyện và thời đại mà nhân vật đó sống, chuyên gia nói với phóng viên Dân Trí. Chia sẻ về những tranh cãi liên quan đến câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng có đủ tầm để làm phim tiểu sử hay không, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nói, tới thời điểm này, phim cũng mới chỉ công bố tên gọi và poster, chưa rõ câu chuyện sẽ triển khai theo cách nào. Nhưng ở góc độ người thích xem phim, tôi ủng hộ dự án phim tiểu sử này, tôi không muốn so sánh tầm vóc của nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ thế giới. Khi áp những tiêu chuẩn của điện ảnh thế giới vào Việt Nam cũng sẽ có nhiều khập khiễng. Ở Việt Nam chọn làm phim tiểu sử là cái khó nhất trong muôn vàn cái khó. Nếu có những bộ phim về người nổi tiếng trong nước cũng là cách để nhà làm phim khai thác những đề tài thú vị, góp phần giúp thị trường phim Việt đa dạng hơn, mới mẻ hơn. Biết đâu sau phim của Đàm Vĩnh Hưng, chúng ta sẽ có thêm những phim tiểu sử về các nhân vật đến từ ngành nghề đa dạng hơn, chuyên gia nói thêm. Có thể nhiều người không thích Đàm Vĩnh Hưng, anh ấy hơi ồn ào, vĩ cuồng trong những danh xưng này nọ. Có thể có ý kiến nói Đàm Vĩnh Hưng chưa đạt được tầm vóc để được làm phim tiểu sử, nhưng đây cũng giống như trường hợp người nổi tiếng viết một câu chuyện kể lại cuộc đời họ. Bạn hoàn toàn có quyền kể lại, viết lại câu chuyện cuộc đời của bạn trong sách, trong phim, chia sẻ quan điểm với phóng viên Dân Trí, nhà văn Hoài Hương, hội viên Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lại cho rằng thành tích đóng góp cho nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng là chưa đủ để được tôn vinh trong một phim tiểu sử. Trên thế giới, những nhân vật được làm phim tiểu sử thường phải rất xuất chúng và đặc biệt. Xét riêng về giới nghệ thuật, thì những người nổi tiếng xuất hiện trong dòng phim tiểu sử phải là tượng đài lớn về âm nhạc, điện ảnh. Về Đàm Vĩnh Hưng, tôi nghĩ thực ra bạn ấy là ca sĩ thị trường. Về mặt thành tích thì chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Đứng về mặt danh tiếng, tôi không phản đối danh xưng ca sĩ thị trường. Nhưng xét ở góc độ đông đảo công chúng ghi nhận thì Đàm Vĩnh Hưng chưa đạt được. Ngay cả danh xưng ông Hoàng Nhạc Việt mà người ta hay gọi bạn ấy cũng không phải danh xưng chính thống. Theo nhà văn Hoài Hương, nếu bộ phim Hào Quang Rực Rỡ đơn thuần chỉ là lấy cảm hứng từ cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng, có thêm những chi tiết hư cấu, chọn một cái tên khác cho nhân vật thì không vấn đề gì. Tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng lại công bố làm phim tiểu sử về cuộc đời mình, ngoại trừ Trịnh Công Sơn, chưa có nghệ sĩ nào của Việt Nam được xuất hiện trong phim tiểu sử, được tôn vinh cuộc đời thật của họ trên phim, dù rất nhiều người đóng góp lớn cho nghệ thuật nước nhà. Theo cá nhân tôi, cách làm này của Đàm Vĩnh Hưng khá ngạo mạn, ồn ào, nhà văn nói.
chiêu đánh bóng tên tuổi. Trước nay, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là nhân vật nhiều chiêu trò trong giới giải trí. Có ý kiến cho rằng ở giai đoạn mà các tác phẩm âm nhạc không còn tạo được nhiều sức hút khi cạnh tranh với thế hệ trẻ, thì một bộ phim điện ảnh là nước đi thông minh để Mr. Đàm hâm nóng tên tuổi. Năm 2016, Ngọc Trinh từng tự bỏ tiền túi làm phim Vòng Eo 56, 2016, trong đó cô xác nhận nội dung phim kể 70% về cuộc đời chính mình. Năm 2022, phim Em và Trịnh, tác phẩm dựa trên cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng gây chú ý phòng vé Việt. Trong xu hướng làm phim về nhân vật có thật đang tạo được sự ảnh hưởng nhất định đối với màn ảnh rộng trong nước, bộ phim Hào Quang Rực Rỡ có thể sẽ mang lại những cú hích doanh thu, lợi ích thương mại lẫn danh tiếng cho giọng ca góc phố rêu xanh. Nhà văn Hoài Hương nhận định Đàm Vĩnh Hưng hoạt động lâu năm, nắm được nhiều cách để quảng bá tên tuổi, có thể Đàm Vĩnh Hưng tự hào về sự nghiệp của bạn ấy, muốn vinh danh lại những thành tích đạt được. Bạn ấy cũng có thể tự hào về chặng đường cố gắng, đi từ thợ cắt tóc, ca sĩ hát rock cát xe chỉ 5.000 đồng, 10.000 đồng cho đến khi trở thành ngôi sao nổi tiếng. Đàm Vĩnh Hưng cũng có vị trí nhất định và có đối tượng khán giả riêng, bạn ấy có quyền tự hào về chính mình. Nhưng tôi thấy ai cũng có thời đỉnh cao và rồi sẽ phải từ từ xuống dốc. Đàm Vĩnh Hưng có sự nhanh nhạy về thị trường, có nhiều mối quan hệ trong showbiz, nên bạn ấy nắm được nhiều chiêu thức để quảng bá, là thương hiệu cho chính mình. Nhà văn nói, giống như Ngọc Trinh từng làm phim Vòng Eo 56 vậy. Chuyện người nổi tiếng bỏ ra vài chục tỷ đồng để làm phim thì không có vấn đề gì lớn cả vì họ muốn đánh bóng tên tuổi. Còn phim đó có thành công hay không thì tôi nghĩ bây giờ cũng khó nói trước, nhà văn Hoài Hương kết luận. Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi, Say tình, Vùng trời bình yên, Lâu đài tình ái, Góc phố rêu xanh, dự án điện ảnh Hào Quang Rực Rỡ được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito. Phim dự kiến ra mắt năm 2024, tái hiện cuộc đời đa sắc màu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải dài qua nhiều giai đoạn của nền giải trí, âm nhạc Việt Nam. Hôm 27 tháng 3, sau những tranh cãi về tên gọi tiếng Anh của phim, nhà sản xuất thông báo tựa đề phim được sửa lại thành Hào Quang Rực Rỡ, bỏ phần tiếng Anh The King, Vua. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!